Hello, xin chào anh em, chúng mình đã quay trở lại kênh của mình và bây giờ đang là 4 giờ sáng anh em ạ. Bây giờ đang là 4 giờ sáng này. 4 giờ sáng ngày 20 tháng 10 và mình đang phải ngồi đây chơi Spider-Man 2 cho anh em. Và chúng ta sẽ cùng bước vào trò chơi anh em. Mới xúc được con Elgato anh em ạ, nên là bây giờ mà đang là kiểu đêm ấy, mình nói có thể nó sẽ hơi nhỏ nhẹ một chút. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiến vào trò chơi này anh em. Tiếp tục là những cái nó là Sony Interactive, Insomniac, vân vân và vân vân. Rồi, và mình chờ game này 3 tháng này rồi anh em ạ. Và mình chơi nó chơi muộn hơn so với mọi người ở Việt Nam. Mình ở Việt Nam nhưng mà ý là mình mua cái game này ở tài khoản Thổ Nhĩ Kỳ nên mình phải chơi theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ nó chậm hơn chúng ta độ đâu đấy khoảng mình không biết nữa, chắc nó rơi vào tầm khoảng 5 6 tiếng gì đó. Mình chơi bản Amazing Friendly thôi. Đó, bây giờ mình sẽ cân chỉnh lại một số thứ. Audio popular setting xem nào. Music, mình nghĩ là mình sẽ phải tắt bớt music đi. Bởi vì là mình sợ là sẽ dính nhạc bản quyền các thứ ấy. Ok. Motion blur này. Rồi, và anh em mình đang những cái mà chọn trong menu này, bây giờ cái tay cầm nó rung hết rồi anh em ạ. Nên là mình không biết là mình nói thì anh em nghe có rõ không. Tại thì đang để mic khá là to rồi. Visual setting nhá. Visual setting này 120Hz on. Nó sẽ mất sóng một lúc. Đó, accept này, 120Hz. Performance đi, mình muốn chơi 60 frame cơ. Phải restart lobby anh em ạ để lên chế độ 60Hz. Chứ không là giờ chơi 30Hz nó hơi giật. Rồi, chúng ta sẽ cùng AP, chơi con vợ I'm working nhện on hai a này. college Mình đang không có tiếng Việt application vì mình mua bản and Thổ it Nhĩ Kỳ. says I gotta tell them about myself. More like sell yourself. So. It's the worst. You got any advice? Có lời khuyên gì không? take me. Well, Hi. I'm Peter Parker. Cho recap I'm lại cái ở 25 phần years 1 này. old. I Thì have một a đồ họa đẹp hơn bachelor's hẳn anh degree em in ạ. biophysics and Nhìn I'm in cái love with the ánh greatest sáng woman đồ of án cái thứ nó đẹp hơn hẳn. Humble brag. Who is the best journalist in this city? Word. Go MJ. I try to live up to the example set by the other greatest woman ever, my Aunt May. Phải cho bé tiếng đi một tí anh em ạ, chứ không tiếng to quá. Mà mic của mình thì đang. Rồi, được rồi. Mình nghĩ là sẽ tương đối ok. Mình sẽ bỏ hết tiếng của Windows đi nhá, chỉ để này thôi. Norman Osborn đã đóng sập cái phòng lab của Otto. Cuối cùng thì tôi chặn được Otto nhưng mà trả giá là rất đắt. Nhưng tôi không phải Peter Parker. Mình cắt cái quạt đi đấy. Ô, thằng Mai này vẫn học cấp 3 anh em ạ, mới 17 tuổi thôi. Rio Morales. Và tôi có thích mua gái mà cũng gọi là thực sự nổi bật. Tôi nghĩ là cô ấy là một trong những họa sĩ giỏi nhất của cái thành phố này. Và tôi bị cắn bởi con nhện mà đã cho tôi cái siêu sức mạnh. Và tôi đã học cách trở thành người nhện ngay từ thời điểm đầu. Và tôi cũng học được cách để trở thành người hùng từ người bố của tôi. Nhưng mà ông ấy bị giết bởi Martin Lee trong sau cái vụ đánh bom ở cái tòa thị chính. Là những cái điều tốt đẹp mà bố tôi đã trồng ở trong tôi, gieo hạt ở trong tôi. Nhưng mà kể cả khi mà với những cái siêu năng lực tôi không thể cứu những người mà tôi yêu, mặc dù tôi cố gắng như nào. Mà tôi cũng không có ý định bỏ cuộc. Tôi không biết nữa. Đây là cái đoạn cuối của Spider-Man Morales này anh em. Đoạn này đoạn cuối. Ui, đẹp vãi. Cái ảnh này đợt chơi My Morales mình không có quay video. Nhưng mà đợt đó mình cũng cáp lại một cái ảnh khá là đẹp. Wow. Đây hình như là Symbiote anh em ơi. Và đây nếu mình khá là chắc thì đây là
Harry Osborn, chính xác rồi, đúng là Harry Osborn, 2 năm trước này. Dòng thời gian không biết nó tính là dòng thời gian năm bao nhiêu. Rồi, mới có IELTS 7.5 nên là tạm dịch cho anh em vậy. Khá đáng tiếc không có tiếng Việt. Chúng ta đã sẵn sàng rồi. Còn có ổn không? Có hứa với con điều gì không? Bất cứ điều gì. Nếu cái này nó không thành công thì nhớ là cứu con ra. Ok, chắc chắn nó sẽ thành công rồi. Con không có nhiều thời gian để sống nữa đâu. Tức là Harry Osborn bị cái bệnh mà sắp đứt. Con muốn có một cái cơ hội để nói lời tạm biệt đến mọi người. Bố sẽ không để mất con đâu. Đây là giờ học tiếng Anh cùng với Nguyên Trần anh em ạ. Bố sẽ không bao giờ để con phải rơi. Phải. Ôi. Tức là Harry Osborn là người bị con symbiote nó nhập vào đầu tiên. À không. Norman Osborn. Xong là con symbiote nó chuyển sang cho Harry Osborn. Thời điểm hiện tại. Uầy, Miles Morales có quả đầu chiến thật. Chiến anh em ạ. Ta có chuông và lý do. Chúng ta sẽ có một giảng viên mới, giáo viên mới gia nhập đội ngũ giảng dạy hôm nay. Đó là Peter Parker. Uầy, tức là Peter Parker bây giờ sẽ trở thành một giáo viên anh em ạ. Chúng ta rất may mắn ngày hôm nay bởi vì đây là lớp vật lý. Và vật lý thì thực sự là rất là awesome, rất là tuyệt vời đấy. Uầy, hai người nhận thầy và người nhận trò. Có vài loại côn trùng, chim, bò sát có thể chạy ngang qua một cái đầm. Đúng vậy, đó là sức căng bề mặt. Em cần đi vệ sinh, ok. Sandman. Người cát. Người cát đúng không? Ôi, đừng nói là Sandman nha. Đừng nói là Sandman nha. Mình đã cắt hết Facebook, YouTube các thứ mình không dùng trong hơn 24 giờ để mình tránh những spoil. Sandman, chắc chắn chúng ta sẽ có Sandman ở đây. Đó là Sandman. Thưa thầy, em cần thầy giúp. Đây không phải là thứ gì mà mày có thể làm một mình được à? Chắc chắn là không, em không thể làm một mình được. Rồi cả lớp đọc chương 4 hoặc 5 hoặc bất cứ cái gì đó. Mà tao cần cái công việc này. Nếu mà hiệu trưởng đến mà thấy là tao đi khỏi đây là tao bị đuổi việc ấy. Nhưng mà thầy phải xem cái này. Brooklyn Visions Academy. Marco, Flint Marco. Tại sao lại là ngày hôm nay chứ? Thôi, kể cả bị sa thải cũng vậy thôi à. Và đó là đua Spider-Man. Tuyệt vời. À từ từ. Có vẻ như là mình tắt nhạc nên là nó không có audio, xem nào. Music volume. Xem nào, chúng ta chỉnh thêm một số cái off này, off này. Music streaming mode on này. Ok. Ok. Và chúng ta lại được router rồi anh em ơi. Quên mất mình tắt cái mic của cái tay cầm đi. Rồi, hãy đến cái thành phố, cái gọi là cái quận này để chăm sóc thằng Flynn Marco. Và có một cái điểm MJ.
phải xuống dưới chỗ downtown sớm thôi. Và những cái zoom ở trên tay cầm cho cái lúc đu tơ này nó sống động hơn rất nhiều anh em ạ. Nó sống động cực kỳ luôn. Paranoid, delusional. Đấy, bay 700m nữa. Nhưng mà cái này nó, cái Spider-Man 2 này, trong những cái tính năng mà được confirm á, là có cái mà tăng tốc độ đu tơ lên, mình nhớ không nhầm là đâu đó 15% hay sao á, mình nhớ là con số 5. Nhưng đợi lại nó sẽ tăng nha, cái tốc độ đu tơ hơn rất là nhiều luôn. Tại vì là nó sẽ tận dụng được cái tốc độ của cái ổ cứng của con PS5 này. PS5 này đang dùng SSD Gen 4 load đâu đó khoảng 7GB một giây, nên là ôi ôi. Surface tension, find Sandman. Giờ chúng ta sẽ phải đi tìm người cát anh em ơi. Flynn Marco. Ui giời. Ui. Né. Ui. Nghĩ là tìm được hắn rồi. Trèo lên nóc tòa nhà xem nào. Là một remote ném vật thể. Rồi, ném tiếp này. Ui, vãi trưởng. Đậu trên mũi của Sandman này. Oh crap. Ôi, bốc lên luôn mà. Vẫn còn tức giận sau những gần đấy năm à, Marco? Ông nên tập thử yoga. Ui. Chạy. Ui. Mà một lại cứu. Ui. Ây xa. Mini Marco. Phân những mấy thằng người cát nhỏ. Hiệu trưởng gọi này. Mọi học sinh đã được sơ tán rồi, ông đang ở đâu? Tôi chỉ là quên một số thứ trong xe của tôi thôi, chạy ra lấy. Ô! Spider barrage. Spider barrage. Attack and defend to recharge ability. À. Đấy, quẳng mấy cái đồ vật này bắt đầu nó có cảm giác impact hơn là mấy kia. Ủa đồng thế. Ôi, tức là bây giờ những cái chiêu của anh em nó tác động lên mấy cái thằng gọi là lính này. Nhìn mấy con tốt này này thì nó sẽ, cái tay cầm nó cũng sẽ rung và nó, mình có cảm giác là mình thực sự là mình đấm vào mấy cái thằng đấy. Khá là ok. Chỉ bé cái loa đi tí không nó lại vọng tiếng. Sandman.
Tao luôn ghét cái tên ấy. Tôi biết là ông đang giận tôi. Tao không có liên quan gì đến mày hết. Tốt nhất là để tao yên đi. Để tao mình đi. Tôi chỉ muốn giúp ông thôi. Nhưng mà nó phải đau ấy. Xả nước luôn mà. Ui ôi, quật cho phát này. Nhìn bụi bặm thế nhở. À, cẩn thận chôn sống. Marmoret đã cứu. Marmoret đã đến cứu. Hắn ta không phải là một người hoài cổ đâu, nên là mình không vui khi gặp lại. Lần bị cổ. À, có Venom Punch. Boom. Ui, cho giật điện luôn này. Đấy, hắn ta sẽ phải cảm thấy cái đấy thôi. Chúng ta cần nhiều nước hơn. À, mày nên làm cho hắn giật điện rồi sau đó chúng ta sẽ cùng làm cho hắn ướt. Xả nước xối xả vào hắn. Venom Punch không? Ây à, ui, giờ lắm chiêu mới rồi đấy. Bản này cập nhật lắm chiêu mới rồi đấy anh em ơi. Ui. Rồi, bị bắt rồi. Không, đừng, đừng, đừng. Ui, nó quẳng đi. Ui. Ai, ai ôi. Ui. Mình nghĩ cái này là một cái để nó show off cho cái SSD Gen 4 của PS5. Là tốc độ lát game cực nhanh. Thì chúng ta mới có thể bay được một quãng xa như thế mà kiểu không phải loát, không phải loát đinh gì cả. Ui. Nó phải như thế thì nó mới đánh nhau được với Sandman anh em ạ. À, phải bắn tơ vào xong rồi giật ra mấy cái cục này xong bắt đầu là bấm vuông liên tục để đánh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn bài đấy. Rồi, quật liên tục này, quật liên tục. Sắp hết máu rồi, sắp hết máu rồi. Cố gắng em ơi. Đây rồi, đây rồi. Venom Punch, Venom Punch. Venom, Venom Punch. Đi mẹ nào, đấm, đấm, đấm. Ui mẹ đấm vào mắt luôn này. Ghê đấy, ghê đấy. Chúng ta lấy 10.000 gallon nước. 10.000 gallon nước nó rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ? Mình chả biết. Chạy, 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 chạy. Chạy, chạy, chạy. Ui dồi ôi. Hồi máu, hồi máu, hồi máu. Đây rồi, đây rồi. Water tank. Máy móc đang phải khởi động lại này. Spider-Man. Một Flynn Marco. Flynn Marco nhập vào đây luôn. Tao chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường giống như tất cả mọi người khác. Nhưng đây không phải là cách Marco ạ. Cho một thằng giống như tao á. Không có một cách nào khác đâu. Venom Punch. Rồi. Đúng rồi đấy. Ôi, mấy con này có vẻ oách hơn lúc nãy à? À, bọn này còn có khả năng bắn bắn xa được. Ok.
Venom Punch phải đấm đông đông tí. Where are you, Peter? Hãy ở trong. Ôi, bây giờ chúng ta phải chưa? À đây, đây, có cái điểm này chúng ta phải đến này. Không biết là bò đi đâu đây. Quá muộn rồi. Ui. Giật cá mình. Zip đến điểm point này. À, chúng ta có finisher rồi. Những chiêu finisher này chắc chắn là phải được rework rồi. Khả năng là được rework nhiều đấy. Với cả thêm nhiều tính năng mới anh em ạ. Thích thì thích cái đấy anh em ơi. Con đang đi cùng với thầy Peter. Mày trên tất cả kênh đấy con ạ. À, có mẹ của Miles Morales biết là Miles Morales là người nhện thôi. Nhưng mà mày phải cẩn thận đấy con ạ. Cái Venom Punch này có tác dụng tức thời luôn ấy. Tức là mấy thằng lợn này đi luôn. Đấm phát là khô cứng luôn, là cút luôn ấy. Thế nó có tác dụng hơn là trong cái phần Miles Morales chính. Cái phần Miles Morales nó... mình thấy nó chỉ đúng nghĩa là kiểu làm choáng thôi. Ông chỉ đang làm mọi thứ tệ hơn thôi mắc cô ạ. Ui dồi ôi. Ui đông thế. Đông vãi ấy. Thề. Ừ, mấy chiêu này cũng tương đối cũ. Mấy chiêu này từ Spider-Man 1 đã có rồi. Mình nghĩ là cái số lượng chiêu finish của nó không nhiều. Finisher của này, số lượng chiêu mới mình chưa thấy có gì nhiều lắm. Water tank, bây giờ chúng ta sẽ phải xả cái bình nước ra. Xin lỗi, tôi đã bỏ lỡ cái thứ. Nó đang cố, thằng cha này đang cố ăn tôi. Hãy cho nó ăn uống nước. Thay vì thế hãy cho ăn uống nước. Đây rồi. Thề chơi mệt vãi đái anh em ơi. Chúng ta đã làm được chưa nhỉ? Nope. Pete. Lấy đồ chơi mới ra đi. Nhưng mà cái bản vá lần trước nó chưa ổn định. Điều mình cần đã có rồi. Và đó là Web Wings. Người nhện đã có cánh. Ôi dồi, không nhìn gì anh em ơi. Ôi dồi. Rồi né. Né. Đây rồi. Bắt. Nhảy vào. Ui giời ơi. Ơ. Khoan. Điện đâu ra vậy? Electro. Không phải. Khoan. Tức là nào? Nhưng mà tại sao quả đấy đang lao vào thì bị giật điện và lùi lại? Những điện đấy ở đâu ra? Điện đấy ở đâu ra? Mà đây là Miles Morales. Lớp học đã quay trở lại rồi.
Cái điện mà suốt thằng Peter ra là ở đâu ra vậy? À, tới nhá, tí mình phải kiểm tra lại, chưa hiểu lắm, không biết cái điện mà nó đẩy thằng Peter ra ở đâu ra. Hay quá, Spider Bro. Nhưng khoan đã, có đổi người được không? Hay là chúng ta cứ phải chỉ được chơi một thằng? Ui, và đó là màn kết hợp anh em ơi. Và đó là màn kết hợp giữa màn finisher kết hợp giữa cả Peter và Miles Morales anh em ạ. Mấy thằng danh con này. Cái này mới anh em ơi, cái này mới này. Cái trò giật chéo này trông cay phết. Rồi, đến lúc phải di chuyển rồi. Đây rồi. Lava, lava, lava. Tin chuẩn này, tin chuẩn. Ây da. Bắn tơ chói vào mắt. Để làm mù. Điện đâu ra nhỉ? Chưa hiểu lắm. Sấm sét ở đâu ra vậy? Còn đây là điện của Miles Morales này. Nhiều thứ hơi khó hiểu. Đây rồi, đây rồi. We good, we good. We good. Ôi, như kiểu Power Rangers với lại kiểu Super Sentai hồi trước ấy. Kết hợp vũ khí rồi. Bắn chiêu thẳng trước, ảo vãi. Ấy da. Hai ông thần này lao thẳng xuống biển để rửa người luôn. Cát ở khắp mọi nơi trong người rồi. Flynn Marco đã bị bắt giữ. Đơn giản nhỉ. Marco mọi thứ sẽ ổn thôi. Tao chưa bao giờ ổn. Rất lâu rồi chưa bao giờ ổn. Nếu mà ông cần trợ giúp thì cứ kêu bọn tôi được mà. Tay cầm nó đang rung theo cái cánh máy bay trực thăng anh em ạ. Chúng mày mới là những thằng đang cần sự giúp đỡ đấy. Khi mà bọn kia đến tìm chúng mày. Bọn kia đây tức là những phản diện đấy. Đến với chúng ta à? Đến tìm chúng ta à? Sáu tháng trước Kraven the Hunter. Đúng rồi. Trong trailer là mình biết rồi. Đây là Kraven the Hunter anh em nhé. Kraven the Hunter. Máu à? Cầm dao. Đang đi săn cái gì đây? Red Hunter. À đây mới là Kraven anh em ạ. Còn đây là một thằng lính thôi. Nhầm, xin lỗi anh em. Tức là thằng này đang muốn mưu sát Kraven the Hunter. Tao ở trong cái bóng của mày hàng tiếng đồng hồ nhưng mày không cảm thấy một cái gì cả. Thật thèm hại. Bóp chết luôn này. Rồi. Cúc. Cho đi nấu ăn luôn. Tao đã cần một sự công bằng như là những gì tất cả mình tìm được. Một cái nơi để đi săn mới. Loading complete. Black Cat này. Prowler, Wraith, Sandman. Gì cơ, chưa kịp nhìn anh em ạ. Tức là Kraven the Hunter sẽ đến cái thành phố này để đi săn. Light the fires.
đốt lửa lên. Và cuộc đi săn vĩ đại sẽ bắt đầu. Đồ họa đoạn này đẹp phết anh em ơi. Marvel Spider-Man 2, Spider-Man 2. Ơ à, chưa intro à? Ê, đi giật giật các thứ nào. Ờ à. Sẽ cần trợ giúp đây. Đã giành được danh hiệu. Này không có ngôn ngữ tiếng Việt anh em ạ. Subtitle language có không? Chắc không có đâu. Bản này bản Thổ Nhĩ Kỳ không có tiếng Việt anh em ạ, hơi tiếc. Mà thôi mình sẽ dịch, cố dịch tiếng Anh vậy. Offline. Các hệ thống này là cút hết rồi. Pete. Pete đang ở đâu? Bốn giờ sáng em ạ. Chờ một tí Miles. Peter đang đi mãi đi cứu người. Sẽ ổn cả thôi. Ở đấy cũng thế, cái app này cũng cút rồi. À, cả cái hệ thống mạng của thành phố là cút rồi. Fast. Ok, và mission đầu complete. Abilities. Xui xếp các thứ chưa unlock được à? Show objective. Mấy cái point launch này biết hết rồi mà. Ui, anh em bay qua cái đám nước nhá, là nó sẽ... Đấy, nó sẽ mở màn hình. À, hay. Got you, hold on. Kéo người ta ra khỏi đống cắt. Cái cắt lún này cực kỳ là khó thoát ra luôn. Cắt này không phải cắt lún mà kiểu bị những cái chìm trong cát kiếc này là nó cũng sẽ cực kỳ là nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải set up lại cái gì đây. Rồi, gì nữa? That did it. Đó là xong rồi. Đến cái nóc nhà kia để... ta phải tạo ra cái mạng riêng của mình chứ cứ đợi bên... gọi là mạng hệ thống công cộng nó sửa thì mất hàng tiếng. Tôi đã mơ về cái việc có cái hệ thống mạng riêng này từ năm lớp 7. Chưa cho thay xui chả. Tell me what to do. Got it. Build đồ à? Đi craft đồ. Giống như một cái drone. Drone là cái máy bay không người lái. Hoặc là anh em gọi là cái flycam cũng được. Đó. Kiểu flycam. Relay neighborhood data spot. Friend. Just make a friend. Tôi của năm lớp 7 thật sự rất là wholesome đấy. Giờ ném cái này đi à. Follow the path I marked on your visor. Giờ chúng ta phải đi theo những cái này để... À đây điều khiển cần này. Hệ thống mạng nội bộ là sẽ quay trở lại. Những cái report của người dân về những cái trường hợp gặp nạn là sẽ quay trở lại với cái điện thoại. Chúng ta đã làm được.
Back in business. À, anh em thử chụp ảnh phát nhở. Photo mode này. Từ từ. Rồi, sao nữa? Level 2. Cộng 1 skill point. Rồi, mở skill tree này. À. Mỗi người có một cái skill tree khác nhau. À, phải grab skill tree thôi. 5 skill point cơ mà anh em. Spider Spider Rush Tornado này, phải trưởng. Ôi, mở được cũng khá nhiều skill rồi. Ok. Và new suit unlocked. Shadow Spider suit. Suit đâu? Tớ cho thay xui cái nào. Ôi giời. Ô, thay xui đâu ta? Thay xui ở đâu vậy? Abilities. Ui, đẹp vai anh em ơi. Spider Shock, Spider Whisplash. Nhiều thứ vãi. Thằng Mars thì chưa mở khóa kỹ năng. À, có điểm tội phạm ở đây. Back it up, let's go, come on. Con này vận chuyển gì đây? Chúng ta có nhiều thời gian lắm. Cảnh sát thì đang bận dọn dẹp đống cát này cơ. Rồi bây giờ chất hàng lên xe đây. Nào, xin chào các con vợ. Chúng ta có tận 10 xui mới rồi anh em ạ. 10 xui và 5 xui cho mỗi người nhện của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì mình mua bản Deluxe Edition. Bản Deluxe Edition là cái bản mà nó có tặng đồ tiếc các thứ ấy. Ui. Ui. OP quá thế này, đánh người thường làm gì nữa? Đánh với thằng tội phạm thường làm gì nữa? Này đánh với các gọi là siêu phản diện thôi. Đùa chứ. Chiêu bộ chiêu của này OP quá. OP thật sự luôn ấy. Đây. Biomechanic suit. Chúng ta có khá nhiều suit đấy. More of them coming. Spidey style. Catch it. Rồi bây giờ phải grab đồ tiếp này. Upshot. Ui, thấy cái tay cầm nó rung đỉnh cao vãi. Ok, sao thay xui ở đâu vậy? Anh em ơi, anh em nào biết thay xui ở đâu? Xe bọn nào đến đây? À, lại mấy thằng này à? Vẫn là mấy thằng danh con này thôi gì? Anh em nhìn này. Coming our way. Upshot. Hay. Nhưng mà nhá, nói thật anh em, chính Insomniac và Sony đã tạo ra một cái cơn sốt. Nó mang cái gọi là vũ trụ game. Dòng thời gian của game người nhện này nó thực sự là nó có một cái chất quá riêng đi. Và nó không bị phụ thuộc vào cái Marvel gốc. Không bị phụ thuộc vào Marvel và Disney nữa. Bởi vì là Sony thì sở hữu bản quyền người nhện mà. Thì
cái cách họ làm cái phim của họ làm từ cái đợt thậm chí là ba phần của Tom Holland mình nghĩ là cũng không thành công. Nhưng mà cái họ làm ra game này mình thực sự là mình cảm thấy một một thằng nhện con như mình là mình cảm thấy thực sự là rất là sung sướng. Rồi chúng ta phải mở rộng cái mạng lưới ra. Switch to Miles. Roof of that building nearby. Hold her high there. Tốc độ bay nhanh quá nhở. Trong phiên bản Tom Holland thì Peter Parker có người bạn tên là Ned, còn trong cái này thì Ned đây lại hóa thành gang kê và đi cùng với Miles Morales cơ. Còn Peter Parker trong cái vũ trụ này thì nói thật luôn là đúng kiểu nhện nhọ làm chỉ có mình tự làm thôi. Mà Looter của bản 2 này nó nhanh hơn hẳn anh em ạ. Kiểu đi nó cứ vù vù ấy, không không bị kiểu tức là cái anh em phải chơi cái bản 1 trên cái PS5 cơ. Mà biết kiểu cỗ máy của mình nó khỏe, PS5 nó khỏe các thứ nhưng mà chơi nó đu tư nó chậm rồi nó loát map nó tức là nó không tận dụng được hết cái sức mạnh của P5 ấy kể cả là bản Miles Morales cũng thế. Ok giờ chúng ta làm gì đây? Launcher somewhere around. À kéo đấy có khi là liên quan đến cái này này đây in 3D một cái friend in 3D một con nhện gọi là cái drone ấy. Đấy thì xong cho những cái con nhện đấy nó bay qua những cái vòng tròn đấy để anh em gọi là tạo cái signal ấy, tín hiệu tốt để tạo ra cái mạng lưới cho cái hệ thống báo tội phạm của hai ông thần này. Over the air, OTA đấy. Mày là một thiên tài đấy canh kệ ạ. Đấy. Ui. Ui. Cái này nó làm cái hiệu ứng khi, như kiểu anh em chơi tàu lượn siêu tốc ấy. Cuống dã man luôn. Ngon. Rồi. Bay lượn nào, bay lượn nào. Ây da, mấy thằng danh con này. Chúng ta phải nhanh trước khi hắn đến đây. Này. Cần giúp đỡ không? OP thế nhỉ? Ui, ui, nhảy hip hop luôn mà. Vãi. OP quá nhỉ? Perfect dodge. Rồi. Ta lại sẽ chơi cái này chán rồi. Còn thằng nào? Ra ngoài đường thôi. Cầm cái này đập này. Thôi rồi luôn. Ôi đông thế. Vẫn còn người cơ. Big boy, big boy. Ok. Ui.
Danh con này. À một con chó này. Tao đánh hội đồng thôi. Rất là bực mình. Upshot. Hết rồi. Hết chưa? Sao hết rồi đấy? Patch up loading. Rồi. Our office is on fire. Tổ sư. Chơi game liên tục nhỉ. Giờ phải đi cứu người đám cháy anh em ơi. Văn phòng của chúng tôi bốc cháy, chúng tôi không thể thoát ra ngoài. Đây rồi. Rồi. Spider-Man làm ơn cứu chúng tôi. Gì cơ? Crystal. À, những cái pha lê à? Crystal pha lê dịch, không biết có chuẩn không? What the hell? Sao lại có người cắt ở đây? Ôi giời. Thằng Marco vẫn đây à? Ui rồi. Vỡ mồm. Mày làm tao khó chịu đấy. Venom Smash. Nhưng mà bọn này được cái là khá mỏng manh, gặp nước, gặp điện cái là cút luôn. Đấy, chúng thằng nào tổ sư ấn vội quá. Cái trò Venom Smash này mình thấy khá là giống cái ulti của con Neko trong Liên Minh Huyền Thoại các bạn. Có nét giống cái ulti của Neko. Ok. Zalo. Xong chưa? À, phải vào khám cái crystal này đã. Lấy một mẫu crystal về để nghiên cứu. Ui. Hai cái cần này rất cứng nha. She's gone. Rồi giờ đến lượt skill tree của con vợ này. Em không đang không có skill tree. Làm gì có ấy nữa đâu. Phải. Stuck in a limo. Này nó bắt làm cái nhiệm vụ trong cái app này liên tục anh em ạ. Thế mà không hiểu hôm qua trên group PlayStation 5 Việt Nam có ông cày có tầm độ 16 tiếng gì đó xong hết rồi. Mà đây nó bắt đi làm cái tuyến nhiệm vụ phụ mình nhiều vãi. Không biết là cái này nó có tính là tuyến chính không. Mẹ ngập trong cát này. Ngập trong cát anh em ạ. Tránh xa cái limo ấy ra. Cover up these guns.
Rồi. Danh con, ghét mấy thằng cầm baton vãi. Đứng, 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 đứng. Đứng này thì đứng. Mày vẫn chưa ngất đúng không? Rồi. Danh con. À, bây giờ phải đứng dịch ra kéo. Rồi. Úi xô. Trưởng J. Jonah Jameson. Tớ sẽ phải nói chuyện với Spider-Man. À, kể với Spider-Man. Bây giờ là có cho carry người rồi. Cho carry người rồi anh em. Tính năng mới. Được carry người trên lưng rồi. Sao cầm cho chở người đi theo mà cảm giác đi nó cứ lạng lạng kiểu gì anh em ạ? Nó cứ toàn lấy sang những cái chỗ mà vẫn phải viết tin xấu về Spider-Man mới chịu. Một đu tơ nhanh phết anh em ạ. Đi sướng. Cảm giác không bị mệt. Bọn nó bắt cóc tao. J. Jonah Jameson không đi đâu cả. Tao không đi đâu cả. Tao đang phải đi đâu này. Tớ sẽ đến ngay bây giờ hiệu trưởng. Cuối cùng là không được đi làm giáo viên đâu. Ồ, đen như chó. Ngài Sumida ở đâu vậy? À, ông ấy vừa đi. Kiểu là đang đi nghỉ dưỡng. Mình xem kỳ nghỉ. Nhưng mà trước khi ông ấy đi thì ông ấy mua tranh của tôi, của em. Thật luôn. Thật sự là rất là đáng kinh ngạc. Và trong khi mày đi ấy, thì tao phát hiện ra là tao có cái học bổng Rand. Tao đã có học bổng Rand. Một ngày trọng đại với tất cả mọi người. Thật sự là kiểu đang bị lạc lối khỏi cái này. Nhưng mà tôi không thể nhìn chỗ khác được. Dạ. Thực sự rất là hay hước. Tôi hứa nó không bao giờ xảy ra nữa. Chịu đựng quá đủ rồi. Không có một lời báo chữa nào cả. Cái công việc của mày là bảo vệ lũ học sinh này chứ không phải bỏ mặc chúng nó ở đấy. Và bây giờ mày sẽ bị đuổi việc. Mẹ thề. Thế đấy, nhỏ, mẹ, nhỏ vãi đời. Đúng nhện nhỏ mà. Khổ. Nhện nhỏ dã man, nhỏ. Không giữ được công việc rồi. Và bây giờ nói chung là ra mà anh em nói chuyện với nhau làm rõ mọi thứ đi. Qua nhỏ Peter. Qua nhỏ cho Peter. Cho game cho tao một quãng nghỉ được không? Chứ chơi dồn dập quá. Ok. Được. Đấy, bây giờ phải đi chụp cái ảnh thumbnail anh em ạ. Folder mode.
Precision camera lens exposure aperture focus distance. Rồi. Okay. Sticker mode còn gì nữa? Bây giờ ấn nút chụp là đâu? Hide UI. Okay. Thế được thay xui chưa? Trời ơi, sao chưa cho tôi thay xui là sao? Trời ơi. Trời ơi, sao không cho tôi thay xui? Ui, có skill tree chung luôn này. Gadget. Gadget còn lên được đồ nào nữa không? Mày lên được chưa? Chưa lên được. Khiếp, đồ đạc của cha này OP thật sự ạ. Khiếp mẹ, đồ đạc của ông nhện này OP quá. Thật sự đấy. Này nó mình cảm thấy nó giống cái base token ở trong Spider-Man 1. Khá là giống ấy. City token. Marco memories. Thay xui ở đâu vậy? Đùa à? Rồi. Mình sẽ tra cách thay xui Spider-Man 2. Nhưng mà sao để thay chứ? Mình mua bản này là mình đã có 10 cái xui để thay rồi. Chắc chắn nó sẽ phải hiện ở trong cái trang kia, nhưng mà hiện tại nó không có. Đó, tức là nó phải hiện ở trong một trong những cái dòng ở trên này này, nhưng hiện tại nó không có, chắc là mình chưa chơi đến cái mốc mà cho phép mở. Thế thì bây giờ là 5 giờ anh em ạ, 5 giờ. Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải tạm thời là chia tay nhau ở đây để mình ngủ cái đã, ngủ cái mình dậy xong mình quay video tiếp cho anh em. Thực sự là game này hay quá anh em ơi. Trời cuốn. Thôi. Thôi hẹn gặp lại anh em nhá. Chắc là video này chả edit gì đâu. Up lên cho anh em xem full luôn. Rồi xin chào lại anh em. Ở trong tập 2 chắc là cũng trong ngày hôm nay luôn. Mong là như thế. Rồi chào anh em nhá.